Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện bắt giữ vụ tàn trữ trên 23.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và 9.300 bao thuốc lá điếu Việt Nam có dấu hiệu làm giả. Trước đó, vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 25 tháng 11, các trinh sát đội chống buôn lậu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu công an tỉnh Bình Dương phối hợp công an thành phố Dĩ An tiến hành kiểm tra một số sạp hàng thuộc chợ An Bình, phường An Bình, thành phố Dĩ An thì phát hiện Trần Văn Dũng, 52 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An đang tàng trữ 32.410 bao thuốc lá điếu các nhãn hiệu, trong đó có 23.110 bao thuốc lá điếu nhập từ nước ngoài và 9.300 bao thuốc lá điếu sản xuất trong nước nhưng có dấu hiệu được làm giả. Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá nói trên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản thu giữ tan vật và chuyển công an thành phố Dĩ An điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Tối ngày 26 tháng 11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Hải quan tỉnh phát hiện bắt giữ Trần Văn Uỷ, 60 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang, vận chuyển 10,9 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 11, tổ công tác tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện ủi mang theo một thùng carton tông đi hướng từ Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng carton có hai túi ni lông, bên trong có chứa ma túy loại ketamin, trọng lượng khoảng 10,9 kg. Đối tượng khai nhận lợi dụng buổi trưa vắng người nên vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng khác để lấy tiền công. Qua lời khai của ủi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ các xe tải, kho chứa hàng, phát hiện và thu giữ một thùng đồ. Bên trong có hai túi ni lông chứa khoảng 20,8 kg ma túy tại kho bên trong bãi Đông Dương, thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên. Do bà Võ Thị Ngọc Mai, 38 tuổi, thường trú xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên làm chủ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Ngày 26 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nghi can Hồ Trường Duy, sinh năm 1983, ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định trước đó Duy nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn và tàn nhẫn khi kéo lê nữ nạn nhân giữa đường khoảng 50m, theo đó khi nạn nhân là chị Phạm Thị Hằng sinh năm 1996, ngụ thành phố Biên Hòa, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60F173466 lưu thông trên tuyến đường thuộc khu phố 2, phường Tân Biên, do rơi dép quay lại nhặt thì duy lao tới cướp xe chị Hằng, phát hiện bị cướp xe, chị Hằng víu tay được phía sau xe máy nhưng đối tượng này vẫn cố tình tăng ga kéo lê chị Hằng trượt dài giữa đường khoảng 50m rồi tẩu thoát. Bằng các nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa đã khoanh vùng các đối tượng và bắt giữ Duy khi đang lẫn trốn tại huyện Trảng Bom. Cũng tại Đồng Nai, thưa quý vị, công an tỉnh này đang truy bắt đối tượng cướp ngân hàng Agribank tại thành phố Biên Hòa, xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 11. Đối tượng này đã cầm theo vật nghi là hung khí, bất ngờ nhảy qua quầy giao dịch của ngân hàng, đe dọa hai nữ nhân viên hồng cướp tiền. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, cái cướp là một nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi, đội mũ bảo hiểm màu xanh, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang và găng tay. Vào khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 11, đối tượng này đến phòng giao dịch Hóa An của ngân hàng Arriban nằm trên quốc lộ 1K thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi để xe máy ở sân, anh ta đến quầy giao dịch rút từ ba lô một vật màu đen giống lựu đạn uy hiếp, đe dọa các nhân viên rồi nhảy vào bên trong quầy. Hai nữ nhân viên nhanh chóng bỏ chạy vào phía trong kêu cứu đối tượng lục lọi học bàn để tìm tiền rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trốn thoát. Một nhân viên bảo vệ đã cố chặn kẻ cướp nhưng bất thành. Tối ngày 26 tháng 11, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai cho biết không có thiệt hại về người và tài sản trong vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch Hóa An. Hiện Agribank đang phối hợp với công an địa phương thực hiện truy bắt đối tượng. Trước đó ngày 18 tháng 11, một vụ cướp bất thành cũng xảy ra tại ngân hàng SHB ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.